Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là dự đoán ngày thứ tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba món đồ vật tượng trưng cho ba tụ bài. Chiếc vòng là tụ 1, đo bông tụ 2 và cái mặt khánh giá là tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái sợi dây này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Để xem dự đoán ngày thứ tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào ha. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng của rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, và mong các bạn hãy xem với tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Có thể nó sẽ đúng với các bạn hoặc không đúng với các bạn, nhưng nó đúng với người khác vì là một trải bài chung mà. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người làm việc rất là nhiệt tình, đam mê, hăng say trong công việc. Bạn là một người có khả năng vạch ra kế hoạch và thực hiện nó một cách rất là thành công, rất là chỉnh chu và được mọi người xung quanh bạn ngưỡng mộ. Bạn có thể làm việc trong môi trường đông người ha. Đồng thời mình thấy là bạn đang có sự tập trung về công việc tài chính rất là nhiều ha. Bạn là một người tự lực cánh sinh, là một người không thích dựa dẫm phụ thuộc vào ai khác. Bạn muốn tự mình kiến tạo nên cuộc sống riêng của bản thân. Bạn là một tuýp người thuộc là từ hai bàn tay trắng làm nên ha. Mình thấy các bạn là những người gọi là có cái sự sung túc đầy đủ vật chất tiền tài. Đó chính là những cái nỗ lực, cái thành quả từ những cái sự gọi là cố gắng của bạn trong cái cuộc sống, trong công việc. Và đồng thời mình thấy bạn có sự tận hưởng cuộc sống hiện tại của bạn. Và bạn là một người có tính kỷ luật cao. Bạn không dễ dàng để bản thân bạn trở nên chây lười, mà bạn luôn cố gắng có một cái suy nghĩ tích cực lạc quan để nâng cao cái cuộc sống, nâng cao cái sự lạc quan tích cực của trong bạn ha. Bạn là một người có cái sự tao nhã, đồng thời là bạn có cái khả năng giao tế khá là tốt. Rồi dự đoán ngày thứ tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Mình thấy thứ tư này một số bạn mà gọi là có sự gọi là tiết kiệm, không dám tiêu xài ha, chỉ tiêu xài cho những mục tiêu chính đáng thôi, cố gắng tiết kiệm hà sản từng đồng từng cắc. Thì mình thấy là thứ tư này một cái cơ hội nào đó được đưa đến cho bạn, giúp bạn có sự hài lòng thỏa mãn trong cuộc sống. Có thể là có một cái điều gì đó, bạn có sự do dự giữa hai quyết định và bạn cần phải dành thời gian riêng để suy tính kỹ lưỡng để chọn một cái quyết định nào đúng đắn cho chính bản thân bạn. Và mình thấy là trong thứ tư này có khả năng là bạn sẽ đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất, thấu suốt.
Bạn sẽ tự tin hơn trong cái quyết định này ha, và có thể quyết định này đem đến cho bạn cái sự hài lòng nè, thỏa mãn nè, và mình thấy có một cái tin tức tốt lành được đưa đến ha, có hoặc là những cơ hội tốt đẹp được đưa đến với bạn, cơ hội trong công việc, tài chính, nâng cao cái sự sáng tạo, nhiệt tình, tự tin trong bạn ha. Và trong thứ tư này có những điều bạn muốn nói thì bạn hãy nói rõ ràng và khôn khéo, một cách khéo léo, mạch lạc cho mọi người hiểu ha, cái ý của bạn muốn diễn đạt ha. Đừng có sự mập mờ hay gì hết, hãy cứ nói rõ những cái suy nghĩ, những cái điều mà bạn mong muốn để cho người ta hiểu bạn hơn ha. Đồng thời là mình thấy là sẽ có một cái điều thử thách hoặc là gì đó, nó khiến cho bạn cảm thấy là bạn cần phải tự tin, khôn ngoan hơn. Cái điều này đến giống như là nó chui rèn, nó giống như là một cái bài test để xem cái mức độ khôn ngoan, cái mức độ xử lý tình huống của bạn sẽ như thế nào. Thì mình thấy bạn vẫn có thể vượt qua được, bạn là một người giỏi mà. Mình thấy là cái điều này nó sẽ nâng cao cái sự gọi là nhiệt tâm, nhiệt huyết, mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin, thấu suốt mọi điều, khôn ngoan xử lý tình huống ở trong bạn ha. Là bạn sẽ giải quyết được. Đồng thời là mình thấy là một số bạn ở đây sẽ được đi công tác, kết hợp với đi du lịch luôn, có sự di chuyển, có sự gọi là một số bạn có sự được điều đi công tác, có sự di chuyển trong ngày hôm nay, di chuyển trong công việc, và một số bạn sẽ giành được cái thắng lợi, một cái điều gì đó đáng ăn mừng. Có thể là bạn những cái kết quả từ những kế hoạch của bạn thành công á, trong công việc á, và sẽ có sự ăn mừng với mọi người trong công ty, hoặc là có cái buổi tụ họp bạn bè, hoặc là bạn sẽ tham dự một cái buổi tiệc hôm nay, hoặc là bạn sẽ có sự tham gia một cái buổi event, sự kiện, tụ họp nhiều người ha. Và đồng thời là mình thấy có khả năng có một ai đó offer tình yêu cho các bạn ha. Đem đến cho bạn một cái tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và yêu thương. Nếu bạn là người nam thì có thể các bạn nam ở đây là một người rất là chủ động, một người rất là nhiệt huyết, nhiệt tình, rất là năng động luôn. Họ sẽ đến offer tình yêu cho các bạn nữ. Còn các bạn nữ ở đây mình thấy có khả năng các bạn là một người tự lực cánh sinh. Bạn có khả năng tự làm nên tất cả luôn. Bạn là một người chủ động trong cuộc sống. Bạn không thích dựa dẫm, phụ thuộc vào ai hết, và cuộc sống của bạn có sự sung túc, đầy đủ về mặt vật chất, tiền tài ha. Thì một số bạn mình thấy có khả năng là được nhận thưởng hoặc là có cái cơ hội tốt đẹp đến với bạn, hoặc là một offer về tình yêu, hoặc là một chuyến du lịch, chuyến đi công tác, và có sự ăn mừng chúc tụng, hoặc là một buổi tiệc ở đây ha. Và đòi hỏi bạn phải có sự khôn khéo. Mình thấy cái khả năng là cái môi trường làm việc của bạn tiếp xúc đông người, liên kết cộng đồng, thì bạn phải có sự gọi là chuẩn mực, tiết chế, chừng mực trong lời nói, trong hành động, để không làm mất cái hình tượng của bản thân ha. Rồi, mình xin lời khuyên cho các bạn ha. Và đồng thời mình thấy bạn cần phải suy tính kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào ha. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói và suy nghĩ một cách khôn ngoan, thấu suốt mọi điều. Một số bạn mình thấy một số trường hợp ở đây là có khả năng một số bạn họ sẽ nâng cao cái sức sáng tạo, nhiệt tình, họ sẽ bước ra khỏi cái vùng giới hạn, họ sẽ có thể là cởi mở hơn, phát triển những khả năng của họ, và đồng thời là họ sẽ giành được chiến thắng, thành công, mỹ mãn. Có thể là bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với những cái thách thức đến với bạn, và bạn sẽ hoàn thành nó một cách rất là tốt đẹp đẹp, và bạn sẽ có sự ăn mừng vui vẻ ở đây, tự hào về chính bản thân bạn. Lời khuyên cho các bạn tụ một.
hãy lịch thiệp với chính bản thân bạn, hãy dịu dàng với chính bản thân bạn ha. Bạn có khả năng chữa lành bằng cái sự và cái quyền năng, cái sức mạnh tình yêu ở trong bạn ha. Hãy nhìn thấy cái sự ánh sáng, cái sự chiếu rọi từ mọi thứ đến với bạn ha. Và hãy nhận thức được rằng bạn có giá trị riêng ha. Bạn là một người có giá trị, là một người gọi là độc đáo, và bạn có cái sự dịu dàng, có sự nhẫn nại ha. Bạn hãy có tình yêu thương trong chính bản thân mình và hãy dịu dàng hơn với bản thân mình ha. Đừng quá tạo áp lực cho bản thân mình. Và bạn là một phiên bản duy nhất trong cuộc đời này ha. Hãy ý thức được điều đó, hãy ý thức được cái giá trị của bản thân. Và đừng để những điều phiền nhiễu trong cuộc sống này nó ảnh hưởng đến bạn ha. Hãy tự tin, quyết đoán, mạnh mẽ và giành được chiến thắng, thành công ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2, các bạn tụ 3 hay là những bạn đã chọn cái đo bông này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem dự đoán ngày thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ nêu hết, liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn nhưng mà đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người tràn đầy cảm xúc yêu thương, ngọt ngào và lãng mạn. Các bạn, mình thấy trong cuộc sống của bạn có điều gì đó cũng phiền nhiễu, khiến cho bạn cũng thấy cảm thấy rất là buồn phiền. Một điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn là một người biết cân bằng cảm xúc. Mình thấy bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn này thôi. Và bạn là một người luôn muốn san sẻ giúp đỡ người khác, luôn muốn cho đi tình yêu thương. Đồng thời, bạn là một người đang trong cái hành trình phát triển công ăn việc làm của bạn ha. Bạn đang có nhiều dự định, nhiều kế hoạch đang được triển khai. Và bạn trong khí thế hừng hực lao thẳng về phía trước, tiến đến những mục tiêu, những điều mà bạn mong muốn trở thành sự thật ha. Rồi để mình xem diễn biến ngày thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Wow, tụ 2. Tụ 2. Mình thấy thứ tư này có thể là các bạn sẽ có một cái cơ hội nào đó được đưa tới giúp cho bạn có sự hài lòng, thỏa mãn, vui sướng ở đây ha. Có thể là bạn sẽ nhận được món quà, được nhận thưởng hoặc là nhận một cái điều gì đó khiến cho bạn rất là vui. Có thể là thể về tinh thần. Mình thấy là một số bạn tụ 2 đây có thể là các bạn trong cái sự hoang mang, nghi ngờ, lo lắng, có sự băn khoăn, có sự gọi là nhiều đêm mất ngủ, có sự trằn trọc, có sự gọi là không tin tưởng vào bản thân bạn ha. Đồng thời bạn có cái sự gọi là có nhiều nỗi sợ dấy lên trong bạn. Tuy nhiên trong thời điểm này thì mình thấy cái bạn có cái trực giác khá là cao á, cho nên bạn hãy tin tưởng vào cái trực giác, tiếng nói nội tâm của bạn, đừng có để nỗi sợ nó nhấn chìm bạn nha. Mình thấy một số bạn ở đây thì khả năng là sức khỏe các bạn sẽ dần tốt lên, sẽ khỏe mạnh và bạn có sức chịu đựng. Một số bạn ở đây có khả năng là một số thôi ha, sẽ mua nhà, mua xe trong thứ tư này. Các bạn cần phải nuôi dưỡng cái sự kiên trì mạnh mẽ, cái sức chịu đựng dẻo dai các bạn ha, thì bạn sẽ thành công. Đồng thời bạn là một người có lòng trắc ẩn, bạn là một người biết hòa mình với cuộc sống này, bạn là một người biết xuôi theo dòng, biết
chấp nhận mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bạn dịu dàng với cuộc sống này hơn ha. Bà là một người biết kiểm soát, mềm mỏng. Mình thấy trong thứ tư này một số bạn sẽ được ai đó đem đến cho bạn hỗ trợ bạn về tiền bạc ha, hoặc cho bạn về lời khuyên hữu ích để giúp cho bạn có sự tự tin hơn trong cuộc sống này và đi đúng đường đúng hướng. Đây là một người mang năng lượng nam giàu có về tài chính tiền tài. Đây là một người làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, cần cù và tỉ mỉ. Họ là một người hơi là khô khan, lạnh lùng, nhưng mà họ lại là một người lão luyện trong thương trường. Họ có khả năng ăn nói nhưng mà họ không có nói nhiều, họ chỉ chú tâm vào công ăn việc làm, cuồng công việc, đam mê công việc thôi. Nhưng mà họ rất là thực tế, biết cách quản lý chi tiêu. Người này có thể là họ sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà họ đã vượt qua được và giúp cho bạn có vững mạnh thêm, có niềm tin yêu và có sức mạnh ý chí kiên cường để có thể vượt qua những thử thách để đạt đến thành công ha. Mình thấy một số bạn sẽ có một cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy rất là hài lòng, thỏa mãn, vui vẻ, hạnh phúc ở đây ha. Hoặc là về mặt tình cảm thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, vui vẻ trong cái thứ tư này. Một số bạn sẽ xác định được cái mục tiêu cuộc sống của bạn là gì và bạn sẽ quyết tâm đạt được những điều đó một cách vững vàng và vững chãi trong thứ tư này ha. Điều này bắt buộc bạn phải buông bỏ những cái niềm tin hạn hẹp, những điều mà không còn phục vụ cho đời sống của bạn nữa. Bạn cần buông bỏ những cái sự tiêu cực, những cái sự đa nghi, nghi ngờ bản thân. Bạn cần phải yêu thương bản thân mình, phát triển kỹ năng, nâng cao giá trị bản thân mình và hãy triển khai hết tất cả những cái quyền năng trong bạn, giống như bạn có cái gì tốt đẹp. Bạn có cái sự gọi là nhanh nhạy, tinh khôn về một lĩnh vực nào đó thì bạn nên trau dồi, nên phát triển nó để trở thành một người tự tin, một người thành tựu ha. Đừng để nỗi sợ nó ngăn cản cái bước tiến của bạn ha. Đồng thời mình thấy là có một cái câu chuyện tình yêu ở đây ha. Có nghĩa là hình như là một số bạn ở đây á, thì hai bạn đang có sự gọi là chiến tranh lạnh, thì mình thấy có cái sự hàn gắn ở đây ha. Có cái sự vui vẻ, có sự nói chuyện lại với nhau. Và hai người sẽ cố gắng giải quyết cái sự khúc mắc này một cách êm đềm, để tránh không có cái sự hoang mang lo lắng nữa. Sẽ làm rõ hết vấn đề và có thể cái người nam họ sẽ chủ động nhắn tin, nói chuyện và ngọt ngào lãng mạn hơn với các bạn nữ ha. Hoặc là một cái trường hợp ở đây là mình thấy là một số bạn ở đây sẽ được một số bạn nữ ở đây sẽ được ai đó tỏ tình, họ yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên và họ muốn offer tình yêu cho bạn ha, và bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ vào cái bộ thứ tư này. Tuy nhiên bạn vẫn còn cái sự gọi là cái tình yêu này nó chưa được công khai, nó còn mập mờ, cho nên bạn còn chưa biết nó sẽ đi đến đâu. Đối phương của bạn là một người rất là chủ động, họ sẽ tiến tới và họ sẽ cố gắng vượt qua thử thách trong gai để đạt được cái sự thành công trong cái chuyện tình yêu này. Nói chung là một số bạn thì thứ tư này có cái sự hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc. Một số bạn giống như là ước mơ trở thành sự thật, có thể là bạn mong muốn ai đó hỗ trợ cho bạn thì có thể có sẽ ai đó hỗ trợ giúp đỡ tiền bạc cho bạn, cảm thấy hài lòng, vui vẻ, giống như là cái điều hy vọng của bạn đã đạt đó. Và xin lời khuyên ha. Nói chung các bạn tụ hai ở đây mình thấy cần phải có sự kiên trì, nhẫn nại nè, cố gắng cùng tập trung vào công việc, phát triển bản thân, thì bạn sẽ thành công và buông bỏ nỗi sợ. Mình khuyên cho các bạn tụ hai. Bạn là một linh hồn cổ ha, và bạn những cái người bạn tốt nhất của bạn chính là thiên nhiên này. Những bạn tụ hai, nếu bạn trong khoảng thời gian gọi là mệt mỏi, căng thẳng thì bạn nên đi dạo, hít thở không khí trong lành, đi dạo chỗ có cây xanh thoáng mát rồi đó. Thì bởi vì người bạn thân nhất của bạn chính là thiên nhiên mà. Hãy sử dụng cái trực giác của bạn để dẫn bạn đi đến cái nơi mà bạn mong muốn. Hãy tỉnh thức cái quyền năng ở trong bạn ha. Hãy đánh thức cái quyền năng, quyền lực ở trong bạn. Bạn là một người có thể tạo nên những phước lành với cái sự tài năng của bạn, với cái phép thuật của bạn ha. Bạn là một người rất là tài năng, rất là giỏi. Và bạn hãy buông bỏ những cái sự gọi là
nghi ngờ bản thân đi, hãy tự tin vào bản thân, hãy quyết tâm cho những gì mà bạn mong muốn một cách vững vàng vững chãi và bạn sẽ thành công nha. Và hãy lắng nghe trực giác tiếng nói nội tâm, đừng nghe theo đừng nghe theo cái nỗi sợ, đừng nghe theo cái bản ngã, nó sẽ cản trở cái bước đi của bạn đó. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn mặt đánh giá này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để dự đoán xem ngày thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên nó sẽ ảnh hưởng bởi nhiều năng lượng. Và mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra. Có thể nó sẽ đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Và các bạn hãy xem với tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi, xin liên kết năng lượng với các bạn tổ 3. Wow, các bạn tụ ba, mình thấy một số bạn ở đây có thể là các bạn đã trải qua một giai đoạn nào đó khiến cho bạn cảm thấy cũng khá là mệt mỏi, sụp đổ. Có thể là các bạn có sự rời bỏ một công việc nào đó, nó không còn phù hợp với bạn nữa và đã đến lúc bạn cần phải có sự gọi là goodbye, chia tay nó rồi. Thì mình thấy sau khi bạn đã bước qua được cái giai đoạn đó, thì bạn sẽ có một cái cơ hội được đưa đến cho bạn ha, một cơ hội rất là thực tế, rất là vững mạnh. Giúp cho bạn có sự nâng cao cái sự năng động, nhiệt tình, tự tin, đam mê, nhiệt huyết của bạn. Và những cơ hội, những cái sự tốt đẹp sẽ đến với bạn ha. Những tin tức tốt lành, có thể một số bạn sẽ tìm được công việc phù hợp với bạn, nâng cao khả năng sáng tạo của bạn, nâng cao cái sự tự tin trong bạn. Đồng thời là mình thấy một số bạn sẽ nhận được công việc mang tính chất di chuyển. Có thể là nó đòi hỏi bạn phải đi công tác nhiều ha. Vừa công tác vừa kết hợp với du lịch luôn. Và bạn sẽ phát triển cái hành trình công việc của bạn rất là khởi sắc, rất là đầy cái sự đam mê và sáng tạo, thành công ở đây ha. Còn những bạn đang làm việc thì có khả năng là các bạn sẽ được thuyên chuyển, được giao một trách nhiệm mới, bật đi công tác. Và có khả năng là bạn sẽ thành công, sẽ phát triển rất là tốt. Và đây là cái cơ hội rất là đáng để bạn nắm bắt nó, để khai triển, để tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp của bạn ha. Đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì, nhẫn nại thì sẽ thành công nha. Dự đoán ngày thứ tư 23 tháng 3 năm 2022 các bạn. Wow, cái thứ tư này mình thấy một số bạn sẽ gặp khá là nhiều người ha. Một số bạn có thể là các bạn sẽ tham gia một cái buổi phỏng vấn gồm có ba người sẽ phỏng vấn các bạn ha. Mình sẽ liệt kê hết ba người này. Có thể là đây là một người phụ nữ lớn tuổi, chững chạc trưởng thành. Họ là người biết bao dung, biết quan tâm, biết chia sẻ. Họ rất là giỏi đảm đang và tháo vát. Đây là một người có sự thấu hiểu, cái sự nhân từ ở đây ha. Còn một người thì rất là thông minh trí tuệ, hơi lạnh lùng, hơi quyết đoán, và tất cả những cái quyết định của họ đều dựa trên lý trí là nhiều, họ khô khan, họ ít nói, nhưng mà lời lẽ rất là sắc bén, rất là thông minh, rất là vững vàng. Tất cả ba người này đều là những người giữ vị trí cao, cũng như vị sếp quan trọng trong công ty. Còn người còn lại là một người rất là thấu hiểu, một người thích sự chia sẻ giúp đỡ người khác, một người lời nói họ rất là nhẹ nhàng, rất là chỉnh chu. Có sự quan tâm. Đây là một người có khả năng là họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên rất là hữu ích ở đây ha.
thì mình thấy bạn chỉ cần tự tin, nhiệt tình, trung thực, uy tín, cho mọi người thấy hết tất cả những cái khả năng của bạn, có sự tận tình, nhiệt tâm của bạn, cái trách nhiệm của bạn trong công việc thì bạn sẽ thành công nha. Đồng thời là đúng rồi, bạn sẽ thành công, sẽ giành được chiến thắng trong cái buổi phỏng vấn này, dành cho những bạn đi phỏng vấn công việc. Còn những bạn, còn một số bạn thì mình thấy có sự rời bỏ một cái môi trường cũ. Giống như mình nói nãy giờ, có cái sự rời bỏ công việc cũ, môi trường cũ, nó không còn phục vụ cho bạn nữa, nó không còn cảm thấy vui vẻ nữa, bạn không thích cái sự bon chen cuộc sống này nữa rồi. Bạn có một số bạn đây có sự hướng về tinh thần, tâm linh, tinh thần ha. Mang đến cho bạn cái sự yên bình trong tâm trí. Và mình thấy là các bạn sẽ được phú cho thêm cái sức mạnh nội nội lực, có sức mạnh ý chí kiên cường vượt qua những thử thách chông gai. Đòi hỏi bạn phải có sự chịu đựng, phải có sự gọi là nhẫn nại, kiên cường, quyết đoán và có sự mềm dẻo. Một số bạn đây, nếu mà bạn tham gia cái cuộc phỏng vấn đó, thì các bạn hãy từ tốn ha, hãy từ tốn, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, phải có sự suy xét kỹ lưỡng hết, phải có sự gọi là lập luận chặt chẽ trong từng lời nói tiếp của bạn ha, và hãy có sự kiên trì, nhẫn nại, có sự kiểm soát mềm mỏng, mềm dẻo cái tình huống đó thì bạn sẽ thành công ha. Từ từ suy nghĩ, từ từ nói ha, không cần phải nóng vội gì hết. Thì bạn sẽ thành công, sẽ giành được chiến thắng nè, sẽ đạt được cái vị trí công việc đó ha. Còn một số bạn thì mình thấy là sẽ có những quý nhân giúp đỡ cho bạn, cho bạn những cái lời khuyên rất hữu ích. Giống như nãy giờ mình miêu tả, một số bạn mình thấy có sự thăng chức, có sự tăng lương ở đây. Một số bạn thì thấy có cái nguồn tiền dồi dào ở đây nè, có thể ai đó quan tâm, có thể ai đó giúp đỡ cho bạn ha, một người hoặc là bạn sẽ được trao cúp, trao thưởng, tặng quà ở đây ha. Và mình thấy trong cuộc sống của bạn hình như là mẹ bạn cũng rất là quan tâm, yêu thương bạn đó, nên bạn hãy và rất là một số bạn thì được ba mẹ bảo bọc rất là chiều chuộng, thì các bạn hãy nên yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn và quan tâm họ ha. Nói chung là thứ tư này bạn sẽ thành công nha. Mọi điều bạn làm đều thành công, tốt đẹp. Đòi hỏi bạn phải sự kiên trì, nhẫn nại nha. Nên phải có cái sự sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Và cơ hội thì đang đến rồi ha. Chỉ cần bạn biết nắm bắt nó. Hôm nay là bạn phải có cái sự mềm dẻo, có sự gọi là vừa mềm dẻo mà vừa mềm mỏng mà vừa có cái sự gọi là lý trí, thông minh và khôn ngoan giải quyết tình huống, thì bạn sẽ đạt được những điều bạn mong muốn trong thứ tư này. Còn một số bạn mình thấy đã có sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm, thì mình thấy một số bạn nữ ở đây là một người rất là nết na, đoan chính, thì có thể là bạn sẽ nhận được offer tình yêu từ hai người, có sự tương tác với hai người, hoặc là một người có hai tính cách, một người thì rất là chu toàn, cả hai đều là sếp đứng vị trí quan trọng trong cơ quan, một người thì là sếp, một người có khả năng ăn nói nhỏ nhẹ, chu toàn và quan tâm, một người thì khá lý trí, lạnh lùng và khô khan. Thì tùy ở bạn ha, thì ở bạn quyết định. Mình thấy một người sẽ thành công trong cái cuộc chinh phục này ha. Lời khuyên cho các bạn tụ ba. Mình thấy là có thể một số bạn sẽ có buổi nói chuyện với ai đó ha, để làm rõ vấn đề và những cái điều mà bạn mong mỏi sẽ có thể thành công. Hãy buông bỏ quá khứ và hãy bắt đầu một cái hành trình mới. Rất là liên kết với bài, một cái hành trình mới, có thể là về tâm linh tinh thần hoặc là một hành trình công việc mới dành cho bạn nè. Bạn là một người thông thái và bạn có thể giúp cho người khác tìm được cái hướng đi trong cuộc sống này ha. Sẽ có những thử thách nhưng mà linh hồn của bạn thì rất là mạnh mẽ. Bạn hãy kiên trì. Kiên trì chính là cái sức mạnh, cái quyền năng ở trong bạn. Và cái tình yêu thương của bạn thì được lan tỏa.
được chiếu sáng ha. Wow, tuyệt vời. Một số bạn đây mà thấy có khả năng là các bạn là những người giúp người khác chữa lành, mang đến cái nguồn động lực tích cực cho người khác, giúp cho họ tìm được cái hướng đi của họ. Trước tiên bạn hãy là một người chữa lành cho bản thân mình trước. Bạn hãy là một người sáng tạo, khôn ngoan, hãy tìm ra cái hướng đi cho bản thân mình và giúp đỡ cho mọi người ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn.